Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Giới Đất Lâm Đồng. Hôm nay em sẽ dẫn mọi người tham quan một lô đất rất là đẹp tại Đông Thanh, Lâm Hà, Lâm Đồng. Lô đất này có một vị trí rất là cao, gần núi Voi, một trong những view đẹp nhất tại Đông Thanh, Lâm Hà. Xung quanh thửa đất phát triển nhiều homestay, du lịch. Đất có tổng diện tích là 1.640 m², ngang 42 m, sâu 40. Hiện tại là đất trồng cây, lên được thổ cư nha mọi người. Và chủ đang làm thổ cư luôn. Mời mọi người cùng tham quan nhé. Cái tuyến đường em đang đi đây á là tuyến 725, hướng đi từ thị trấn Đinh Văn đi thị trấn Nam Bang. Đây là một trong những con đường rất là đẹp đi lên Đà Lạt theo đèo Tà Nung. Bên tay phải là Hồ Gia Lâm đó mọi người. Trong quy hoạch mở rộng Đà Lạt đến năm 2030 thì trong đó thị trấn Nam Bang, xã Mê Linh, Đông Thanh, Nam Hà và Gia Lâm là cái xã thuộc quy hoạch mở rộng. Cho nên thửa đất cũng còn nhiều tiềm năng để mình đầu tư nha. Con đường tỉnh 725 này bây giờ đã rất là dễ đi rồi. Đường đẹp. Khoảng 6 năm trước khi em đi trên con đường này thì ổ voi ổ gà rất là khó đi. Đi chạy nhanh không được. Có con đường nào gợi cho anh chị một bầu trời kỷ niệm không ạ? Cái con đường này với em nó là như thế đấy. Ở đây trời nhiều mây. Bầu trời mang cái màu kỷ niệm ha. Còn đây là con đường rẽ từ 725 vào, đi ngang Ủy ban nhân dân xã Đông Thanh nha. Ở đây có tốc độ phát triển rất là nhanh luôn. Khoảng vài năm trước đây thì không có nhiều homestay nhà đẹp như bây giờ. Bây giờ rất là nhiều người ở những tỉnh thành khác về đây nghỉ dưỡng luôn. Thực tế mà nói thì trước khi Đông Thanh sáp nhập về Đà Lạt thì giá đất ở đây cũng rẻ. Nhưng mà từ khi có cái thông tin đó thì giá đất nó tăng khá là cao. Cho đến bây giờ khi mà thị trường đang có dấu hiệu chững lại vì nguồn vốn tín dụng đang tạm ngưng đổ vào bất động sản thì giá bất động sản ở đây nó vẫn như vậy. Tức là đất nó phải có một cái giá trị cốt lõi nào đó để nó giữ giá. Thì giá trị cốt lõi ở đây theo em đó là cái view của thửa đất. Không nhiều nơi tại Lâm Đồng có cái view này đâu ạ. Ok, em đã đến nơi rồi đây. Mọi người có thể thấy là mây chạm núi rất là đẹp luôn. Không gian bao la mọi người ơi. Phía bên kia là núi Voi đó, nguyên một dãy núi. Phía bên kia dãy núi này là Đà Lạt và đình An Đức Trọng đó ạ. Đến đây thì trời cũng đổ mưa rồi. Ở trên này gần núi cho nên thời tiết rất là hay thay đổi. Phía bên kia là thị trấn Nam Bang. Ở đây có một căn nhà đang xây để làm homestay nè. Ở đây chuẩn bị vào mùa mưa rồi. Do gần núi nên thường hay có cái tình trạng mưa sương kiểu này nè. Mưa lất phất cả ngày. Thì vị trí của thửa đất nằm trên một con đường bê tông nha mọi người. Để mình lau cái kính này đi. Con đường bê tông này rộng khoảng 3.5 m. Thì từ đường bê tông này đi ra cái đường nhựa khoảng 1 km. Hàng xóm xung quanh thửa đất là dân ngoại tỉnh không nha mọi người. Chủ của lô đất ngày hôm nay em giới thiệu đến mọi người là người Hà Nội. Một chị rất là dễ thương. Ở đây đường thì có lắp đèn rồi nè. Ok, thì vị trí thửa đất nó nằm ngay chỗ cái cột điện này đây. Đó. Từ bên này kéo bên kia 42 m.
xóm kế bên thửa đất cũng chill phết. Trời mưa thế này mở lân nhã tình nồng. Đó, bên tay phải view cũng đẹp nè. Ở đây thấy đất rất là thoáng. Do chị chủ ở xa nên để lâu cỏ nó mọc lên rất là nhiều. Em có nói chị phát ngỏ rồi. Đất có độ là nhẹ nha. Từ đường sẽ lại về phía cuối đất khoảng 10 độ nha mọi người. Vị trí của thửa đất tới đây nè. Tại em quay xa mọi người không rõ. Thực tế thì hai nhà hàng xóm đều có rào lưới B40 hết rồi. Cho nên cái thửa đất này vô tình mình khỏi phải rào nữa. Trên đất này thì có trồng bơ nè, chuối, mít nữa. Chị chủ kêu vào hái đi mà em bó tay, cỏ cao quá, sợ vào rắn cắn. Bây giờ mọi người cùng chiêm ngưỡng thêm cái view nha. Ở đây gió lộng cả ngày, mưa tí tách kiểu này thì lạnh quéo queo luôn. Để hôm sau em quay flycam cho mọi người xem nha. Buổi sáng ở đây săn mây rất là đẹp nha mọi người. Chỉ cần buổi sáng hoặc là một cơn mưa nhẹ thì mọi người sẽ thấy cái cảnh quan nó khác hẳn luôn. Rất là thơ mộng. Em thông tin lại lô đất để mọi người cùng nắm. Đất có diện tích là 1640 m², diện tích thực tế là 1700 m², ngang 42 sau 40. Đất trồng cây lâu năm và hiện chủ đang làm lên thổ cư luôn. Giá bán 2.800.000.000 đồng. Về giá thì em đánh giá lô này rẻ hơn lô bên cạnh nha mọi người. Lô bên cạnh có diện tích là 1107 m², có 400 thổ cư, được bán với giá là 3.400.000.000 đồng. Quy ra mỗi mét vuông là 3 triệu, nhưng lên thì cái lô này đến tầm 5 tỷ. Thì lô này chưa thổ cư bán giá này cũng tương đối là hợp lý rồi. Anh chị quan tâm có thể liên lạc em theo số điện thoại 0902854222. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Like và subscribe kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.